Đêm đêm gió lửa bập bùng, nhà nào không bỉm ta lùng ta xơi. Tuy nhiên chớ vội buông lời, ta đây chỉ cướp người từng phụ ta. Vừa rồi là lời tự sự của một tên hung thần chuyên đốt nhà phá làng phá xóm, cướp của người giàu chia cho người nhà. Đây là một video bổ ích để anh em đề phòng hắn ta. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những trường hợp mà có thể dẫn đến thành phố của bạn bị zero, cũng như là cách xử lý sao cho thật nét, khiến kẻ thù phải trả giá khi dám động vào một người chơi đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng từ chỗ tử thần như bạn. Anh em chuẩn bị đầy đủ bánh nước chưa? Chúng ta bắt đầu video ngay nào. Trên đời có hai thứ may rủi mà bạn cần biết. Thứ nhất đó là đánh lô, thứ hai đó là dịch chuyển ngẫu nhiên. Đánh lô ít ra còn được các cụ báo mộng, support tận răng, còn dịch chuyển ngẫu nhiên thì thôi, được thì ăn cả, ngã thì ăn năn sám hối. Để mà người chơi phải mạo hiểm cả mạng sống như vậy thì tất nhiên lợi ích nó mang lại phải rất là ghê gớm. Cụ thể là khi dịch chuyển ngẫu nhiên vào một vị trí đẹp, gần các chiến trường trọng yếu thì sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian di chuyển. Nhà bạn thì ngay đó cơ mà. Mấy ông kia thì hành quân cả chục phút chưa tới nơi thì bạn mất chưa đầy 3 phút và có mặt tung hoành ngang dọc, múa tới múa lui làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chưa biết tác dụng mang lại là bao nhiêu, nhưng ít nhất trong mắt kẻ thù bạn là một người chơi can đảm, có kỹ năng và khiến chúng phải dè chừng. Lừa đường khác đi chứ đi đường gần nhà bạn là thôi, bị đấm cho trở tay không kịp. Đấy là suôn sẻ thôi, chứ đen đen mà khi bạn kéo quân ra xa, kẻ thù móc lốp hỏi thăm ngay. Dậy mà muốn nữa đi, sao không muốn nữa? Song song với tính tiện lợi như trên thì cách này ẩn chứa một điểm yếu chí mạng. Đó là thành phố của bạn sẽ không được lãnh thổ liên minh bảo vệ, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nôm na là bạn sẽ như một con cừu non và xung quanh là những con sói già lại còn dê nữa. Bạn sẽ là một món mồi ngon sẵn sàng trở thành bữa ăn bất cứ lúc nào. Ở đây mình có một ví dụ. Anh bạn đáng thương này bị kẻ thù xấu ám ngay khi chúng thấy anh ta kéo 6 đạo quân ra khỏi thành phố, cũng như là dính hiệu ứng chiến tranh điên cuồng. Lúc này có hai thứ mà anh ta không thể bật. Một là vợ anh ta, hai là cái khiên hòa bình nhỏ nhỏ xinh xinh ở trong túi đồ. Thôi rồi, pha này cụ đi chân lạnh toát. Những tay chơi lâu năm kinh nghiệm đầy mình thì không cần do thám cũng biết là với lượng sức mạnh này thì bạn có bao nhiêu lính. Thậm chí biết luôn con nào ăn chay, con nào ăn mặn, con nào hay tập gym hay là con nào hay thẩm du trong phòng kín. Thực ra thì mình đùa chút thôi, chứ thực sự thì họ ước lượng được tương đối chính xác. 6 đạo quân ra ngoài thì thành phố còn bao nhiêu quân. Toàn mấy con xe cá đuối thì sức đâu mà chống lại bè lũ tay to mà lớn kia. Chưa kể là vũ trang, trang bị tốt nhất cũng nằm đâu đó trong những đạo quân mang ra đồng rồi. Mỡ dâng tới miệng rồi mà không húp thì đúng là có lỗi với cụ tổ đốt nhà phá làng phá xóm Attila quá. Nên là húp thôi anh em ơi. Đấy là trường hợp mà bạn đen xương xương. Chứ mà đen full topping thì vừa kéo 6-7 đạo đi được 3 phút thì bỗng dưng kế bạn có một siêu bốt mấy trăm triệu pound bay đến một cách ngẫu nhiên thôi. Ông này thì cũng bình thường thôi, được cái pound nhà to không có gì ngoài lính. Chắc là ông ấy thấy nhà bạn ít lính nên cũng sẽ nhẹ nhàng cử lính của mình sang và trông nhà hộ bạn, chứ thực ra thì cũng không có ý gì xấu đâu. Lúc này thì chắc nhìn xuống dưới quần của bạn thì cũng ướt đướt rồi, cuống cuồng mà kéo quân quay lại để dịch chuyển chỗ khác, chứ quân ở ngoài thì cũng không bay được. Nói chung là không ai muốn trở thành một ông chồng bất lực nhìn thành phố của mình bị kẻ thù múc bang cả. Lúc này thì trong đầu bạn bỗng dưng nhảy số, sao mình không tự sát để cho quân về nhanh hơn nhỉ? Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực sự đây không phải là quyết định đúng đắn. Tự sát thì thương nặng nhiều, sẽ khiến bạn đầy viện nhanh hơn, qua đó thì càng nhiều quân lính chết hơn. Xử lý kiểu gì thì đích đến vẫn là đường về La Mã. Cuống quá hóa rồ mà kéo 6 đạo đâm vào bôn của kẻ thù cho chết nhanh thì lại càng toang, do thành phố của bạn đang bị kẻ thù xấu ám thì không thể bấm chữa lành được. Từ một pha giả vờ tự sát để tẩu thoát lại thành tự sát thật. Kẻ thù thấy thế chỉ biết vỗ đùi cười khanh khạch, cười cho sự thông minh ngời ngợi này. Để bớt những pha tấu hài như trên, anh em hãy like đăng ký kênh của chúng mình nha. Sẽ có rất nhiều ngón nghề mà mình sẽ chia sẻ trong những video trong tương lai. Việc like và đăng ký kênh là free đối với anh em thôi, chứ với team mình đó là hàng tỷ động lực đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vậy để tránh những trường hợp oái oăm nạp 3 năm tiêu 1 giờ như trên thì bạn cần nắm rõ một số giải pháp cơ bản và vô cùng hiệu quả như sau. Thứ nhất, chỉ cần đánh gần thành phố, hãy tưởng tượng bạn đang chơi đẩy xe bò, bảo vệ của nợ kia và không được đi quá xa kẻo bị tập kích thì toang. Có dấu hiệu kẻ thù mon men đến gần thành phố của bạn thì thôi, chuột rút về bật chế độ kín cổng cao tường sẵn sàng hứng swarm. Thứ hai đó là đầu tư huấn luyện thật nhiều lính 4. Thật ra thì lính 5 rất dễ để tính toán, nắm bắt thông tin. Cứ 100.000 lính 5 tương ứng với 1 triệu điểm sức mạnh, cứ thế mà tính lên. Qua đó nhìn pao đoán số lượng lính rất dễ. Còn lính 4 thì khác, chỉ số thì thua lính 5 đôi chút, nhưng mà mắn đẻ hơn lính 5 nhiều lần, lại còn tốn ít tài nguyên tăng tốc hơn nữa. Một đơn vị lính 4 cho 4 điểm sức mạnh. Chính vì ít như vậy nên rất khó để tính toán. Đừng thấy điểm sức mạnh bé mà tưởng kèo thơm. Nếu mà full T4 phòng thủ thì chưa biết mèo nào cắn biểu nào đâu. Tiếp theo là chỉ huy đồn trú phải thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa mới đỡ nổi trục đạn xấu ham. Giả sử anh em chỉ có một cặp đồn trú là Gogo Lưu Triệt mà kéo ra ngoài đánh nhau rồi thì trong thành phố của mấy anh em chỉ còn mấy con tướng lom dom thôi. Thân mình lo chưa xong làm sao mà bảo vệ thành phố được.
giao chứng cho ác là đi ngay. Bên cạnh đó, trang bị vũ trang cũng phải tốt tốt một chút, nhiều chỉ số càng tốt, có còn hơn không. Không được minh văn huyền thoại thì cũng phải có nhiều dòng minh văn hiếm. Tài năng thì anh em cứ phun nhánh vàng đồn chú màu phang cho mình, bởi vì còn nhánh khác nào đâu mà dùng. Theo như thông tin từ bộ phận phòng chống đốt nhà chữa cháy thì đa số các tai nạn bị zero thường xảy ra ở các vương quốc mới, cũng như ở các đèo mở thông hai chiều, ví dụ như là đèo 7 ở định dạng anh hùng ca chẳng hạn. Và dễ nhận thấy nhất đó là các vương quốc vừa mới bước lên mùa chinh phạt, non và xanh lắm do chưa nhận biết được liên minh và liên hiệp. Cả hai đều có liên đấy nhưng mà khác nhau hoàn toàn. Mỗi lần đèo 7 map anh hùng ca mở thì Attila cứ như là Tôn Ngộ Không được gỡ phong ấn vậy, đại khai sát giới luôn. Trừ mấy ông nào có ki đép cứng quá thì mới đấm cho Attila từ con Ngộ Không trở thành con Ngộ Nghĩnh. Chứ còn không thì nguyên cái zone đó nhà nào nhà đấy như kiểu nấu cơm mà quên tắt bếp vậy, khói bốc cứ gọi là nghi ngút luôn. Cái này thì cũng dễ khắc phục thôi anh em ạ. Đi đứng ngó trước ngó sau, không bạ đâu ngồi đấy, đất lành chim đậu. Hay là một chú chim khôn ngoan bay đúng nơi về đúng chỗ, chỉ dịch chuyển ở đất liên minh và không dịch chuyển sang đất liên hiệp. Nếu lỡ dịch chuyển trên đất liên hiệp thì phải chuyển sang hẳn liên minh đó luôn cho chắc nha. Anh em cứ tưởng rằng dù thành phố đứng trên cờ đang cháy thì vẫn an toàn, nhưng thực chất là không hẳn như vậy. Đứng trên một quả bom nổ chậm thì còn nguy hiểm hơn thế rất nhiều. Khi cờ đã ở ngưỡng máu tử mà anh em vẫn còn chưa lượn ngay thì nguy to. Vua của địch sẽ nhân cơ hội đó mà xích cổ bạn lại ngay. Xích thì tới tận 15 phút, cờ cháy thì cũng mất tầm 5 đến 10 phút. Nhiều đấy thôi là cũng thoải mái để bạn ăn ngập hành rồi. À đấy, chưa kể là hết xích này lại tới xích khác đấy nha. Nhiều ông thích chọc chó, trêu ngươi thả emoji các kiểu thì kiểu gì người ta cũng cay quay ra sầu am luôn, quyết zero cho bằng được. Lúc này thì bạn lành ít dữ nhiều, 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Để hết bất lực thì bạn biết nên làm gì rồi đó. Bị xích rồi thì bạn cứ cho nó zero thôi. Bị zero xong thì quay qua GPI team, tìm một tài khoản ưng ý rồi về zero lại tụi nó. Thế là từ bất lực thành rất lực, anh em yên tâm nha. Dĩ nhiên thì giải pháp được các chuyên gia khuyến nghị ở đây là anh em cần chú ý cái độ bền của cờ. Trung bình ở các định dạng KvK phổ biến thì 1 giây sẽ mất tầm độ 3 độ bền. Định dạng KvK3 hay một số cái map chinh phạt đặc biệt thì có thể độ bền sẽ mất nhiều hơn. Cờ dưới chân bạn mà còn tầm độ 2700 độ bền thì thôi, té nhanh cho lành anh em ạ. Dịch chuyển đi trước là dịch chuyển khôn. Ở lại nhây nhây có khi cúp điện rồi mẹ ganh lại đổ thừa do đen, do các cụ không phù hộ thì lại chết dở. Anh em nào máu liều nhiều hơn máu não thì ở lại đến cùng thì cũng được, miễn là đừng để dính hiệu ứng chiến tranh điên cuồng là được. Khi này thì anh em lợi dụng lòng tham, thèm khát kill point từ sâu bên trong nội tâm của kẻ thù. Bên phe đốt cờ sẽ dùng một số thủ đoạn như là cử một đạo quân farm long nhong làng vàng gần thành phố. Kiềm chế được thì tốt, chứ ai mà không kiềm chế được thì bem luôn đạo quân đó thì thôi. Chúc mừng bạn đã quay vào ô tham lam, ngu dốt và còn cái nịt. Thời điểm mà bạn vừa chạm đôi bàn tay của mình vào đạo quân đó thì cũng là thời điểm mà kẻ thù ném cho bạn một quả xích chó, đưa bạn vào nồi hấp xả gừng, củ diềm, mắm tôm. Nghe thôi đã thấy thèm rồi. Top 10 những hành động ngầu lòi trong Royal Kingdom. Nếu top 2 là thả dương vàng thì top 1 chắc chắn là hứng rally rồi. Nhưng không phải ai cũng có thể hứng rally được. Bạn cần có đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm hoặc là trải chiếu nếu bạn lỡ may có một hành động nào đó sai sót. Không phải cứ bao to mà hứng rally được. Số lượng lính là thứ còn quan trọng hơn. Một ông T4 với 2 triệu lính thì có sức mạnh ngang với một ông T5 có 500.000 lính. Nhưng mà 500.000 lính T5 này mà hứng rally thì không thể nào hiệu quả bằng 2 triệu lính T4 được. Bởi vậy biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu cảm thấy bạn có một chỉ huy đồn trú đủ tốt và một lượng lính hùng hậu thì hãy hứng rally. Dĩ nhiên là công nghệ pha lê đồ đạc của anh em cũng phải ổn ổn một chút. Còn nếu ở siêu cao thì nếu bạn không phải bot thì mình khuyên bạn là đừng dại gì mà hứng rally hay dịch chuyển ngẫu nhiên ghẹo các bot cả. Các bot có lối chơi khá là cục xúc và chẳng nghe lời ai đâu. Dù bạn đã setup đội hình ổn thế nào đi chăng nữa thì các bot sầu ban liên tục thì quân lính của bạn cũng nhanh chóng đi về miền cực nhọc, không có cơ hội chữa lành đâu. À mà thậm chí các bot hơn 100 triệu sức mạnh vẫn bị sầu ban như thường nữa là. Xít cao thì cứ bình tĩnh mà chơi anh em nhé. Theo một báo cáo không chính thức thì game thủ chơi Riot Kingdom có khả năng quản lý thời gian tốt hơn người bình thường. Cụ thể là trừ những lúc chơi game ra, họ sẽ dành thời gian cho công việc và gia đình. Nhưng đâu ai biết là cũng có những trường hợp cắm mặt vào chơi game 24/24 nhưng chỉ để ngủ. Lúc này sẽ có hai tác hại. Tác hại đầu tiên là cho vương quốc của bạn và đồng minh. Tác hại thứ hai là cho chính bản thân bạn. Nếu bạn ngủ quên và đang đóng khiên thì bạn chiếm mất một vị trí dịch chuyển mà không đem lại tác dụng gì cho đồng minh ngoài việc trang trí cho đủ đội hình. Lúc này thì họ sẽ không ngần ngại mà buông lời yêu thương đến bạn đâu. Tại đây sẽ có hai viễn cảnh. Viễn cảnh thứ nhất đó là đang kéo man chiêu chiêu quá, ngủ lúc nào không hay hay, nhưng mà lúc dậy mới nhớ ra là hình như tối qua mình vẫn đang ở Warzone mà lại còn chưa đóng bỉm hay là dịch chuyển với zone 4 thì phải. Sáng dậy bỗng nhiên thấy cờ dưới chân của bạn không cánh mà bay. Như một quy luật tất yếu thì lính và tài nguyên của bạn đến chậm mà đi cũng nhanh như tiền lương của bạn vậy. Viễn cảnh thứ hai khó xảy ra hơn nhưng không phải là không thể, đó là liên minh của bạn sẽ xóa cờ,
để cho cầu của đồng minh lên phụ, hoặc là họ sẵn sàng xóa cả một pháo đài nơi bạn đang đứng để phục vụ cho một kế hoạch khác như là thả pháo đài hỗ trợ đồng minh, hoặc là thả pháo đài câu giờ bà la bà la. Bạn biết đấy, để chiến thắng KVK thì sự hy sinh là điều khó có thể tránh khỏi. Huống gì là hy sinh một kẻ ngáng đường thì lại càng hợp lý. Vua nguyện hiến tế bạn để mọi người có được chiến thắng và vinh quang thì đó là lẽ thường tình. Cho nên là nếu anh em ngủ thì tốt nhất là dịch chuyển về zone 4 cho lành anh em nhé. Và đó là tất tần những trường hợp mà có thể bạn bị zero trong Rise of Kingdom. Mình còn kể thiếu trường hợp nào không nhỉ? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần comment nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cổ vũ chúng mình ra nhiều video hay ho hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.